Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái phần dân tấu. Phần dân tấu này nó giống như là cái intro lúc đầu. Thì bây giờ mình cũng nói luôn với anh em luôn, chơi dân tấu nó rất là dễ. Thì chúng ta sẽ kiểu như intro thì chúng ta sẽ đánh như thế này. Đấy, mi la, rồi anh em sẽ đánh là am với này. Em anh đánh C ở bên này là đô. Ta giữ khoảng xuống kiểu vậy đấy. Đừng có nhả lên liền. Đấy, cho nó giữ lại vậy ha, hoặc là đánh như vậy. Anh em mà tập được như vậy này ơi. Đây là em ở G là son trường. Và chúng ta vào từ chỗ là thương chim quên nức nở, thương con cá rô trên đồng, nghe chim trắng mộ câu yêu con ai nhon ai nhớ mà mong. Chỗ này chúng ta phiêu và chạy ngón này. Chim trắng mồ côi. Chúng ta sẽ đem bè theo này. Chim trắng mồ côi rồi. Chúng ta đẹp bè theo này. Chúng ta có bằng re trưởng đánh ngoài này. Re trưởng la trưởng la thứ. Đó. Thì nói chung là nó chỉ đơn giản như thế thôi. Vấn đề ở đây là anh em cố gắng cái phần ngón cho mình. Nếu mà chịu khó tập được ngón thì mọi vấn đề nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì hôm nay mình cũng chỉ nói kiểu đấy, hy vọng là tất cả mọi người sẽ tiếp thu được và cái video này nó có ích cho mọi người. Đó, nếu mà anh em cảm thấy nó khó quá thì có thể là kiểu tô chậm lại, nhấn vào cái vòng xoay đó anh em, chậm xem mình đánh chậm lại cái kiểu giống như là nó sẽ chậm kiểu slow motion kiểu như thế này ha. Nhưng mà nghe nó buồn cười lắm này. Anh em nhớ nha, khi mà chúng ta đánh là không nên là chạy hợp âm luôn vô lốc luôn. Nếu mà chúng ta chạy hợp âm và chạy nhịp vô luôn á thì đôi khi chúng ta chưa kịp, cái ngón của trẻ con yếu á ha, tại vì chúng ta không có người dạy trực tiếp thì nó yếu, thì chạy kiểu như này nó chạy đó, nó chạy theo nó hơi khó. Đó, chúng ta chuyển phiêu ha. Sông dài. Đó, chúng ta đẹp hát theo thôi. Các bạn có thể lên cái hợp âm chuẩn để các bạn kiếm. Ví dụ như các bạn kiếm là nó là chim trắng mồ côi, nó sẽ ra cho chúng ta hợp âm chim trắng mà trắng mồ côi là ra. Đấy. Đấy, các bạn gõ vào Google các bạn kiếm này. Hợp âm chim trắng mồ côi. Đó. Nó sẽ ra như thế này. Đó, rồi các bạn sẽ kiếm. Đó, kiếm ở trong này nó sẽ kiểu ấy, đó. À đây là la thứ này, đó nó chuyển cho anh em thấy này, đó ha. Đó nên là các anh em học nó rất là dễ, rất là đơn giản. Còn nếu mà bạn nào mà lần đầu xem kênh YouTube của mình thì có thể nhấn vào nút kích vào nút subscribe ha. Kiếm cái kênh Nguyễn Kiên Music của mình ở đây ha. Anh em kích vào nút subscribe đăng ký ủng hộ mình nhá. Ok. Đấy, ở đây có cái nút subscribe anh em có thể kích vào và ủng hộ mình. Đây là mình là Nguyễn Kiên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chúc năm mới thành công và mọi điều tốt đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở một video khác. Thank you.